Rồi, ok anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Kho Hàng Đỗ Thành Đạt. Vẫn là trong mùa dịch ha anh em. Đây mấy con 75 anh em, 03. Đây thì hôm nay trong mùa dịch nhưng mà vẫn giao online được một con. Đây là con AX35-1 ha anh em. Đây. Bán online về Quảng Ngãi luôn. Đó. Thì anh em tin tưởng thì anh em vẫn mua ha. Đó thì mua online thì phải làm chỉnh chu hết rồi anh em, chứ không có làm lâm cơm được chết á. Này uy tín ha. Đó là đây là thay nhớt nè. Đó, thay nhớt nó còn nhớt còn dơ chưa rửa. Thay nhớt, thay lọc. Lọc nhớt, lọc dầu, lọc gió. Đó, đây cái bình nước phụ bể thay luôn, thay bình mới luôn. Bình nước phụ vẫn có bán ha anh em. Đó, nhiều anh em không biết có bình mới nhưng mà thật ra này nó vẫn có ha. Đó. Rồi. Cái này quay đồng thời cũng báo cáo với anh chủ xe luôn á. Rồi, cái capo này là dặm lại hết luôn nè. Dặm lại cái tạ luôn, cái capo luôn. Đây, bên đây mớp là làm lại, sơn lại luôn. Rồi, đồng thời là nhớt đùi. Nhớt đùi là cũng kiểm tra thiếu thì chăm. Đó. Đùi còn rất là ok anh em, sắt còn dày luôn nè. Chưa có một cái nhớt. Thì cũng đã review trên mạng, anh nó xem ảnh mới mua đó anh em. Ok. Ừ. Nói chung là con này cũng hoàn chỉnh, gần như là hoàn chỉnh rồi. À, giá của em nó bán về Quảng Ngãi là trên 300 triệu nha anh em. À, dòng Hitachi, dòng OX này thì anh em biết cái sức hút của nó rồi, nó rất là... Thứ nhất là về sức mạnh nó với lại độ bền thì nó rất là, nó cũng nổi tiếng rồi. Đó nên là được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Bởi vậy nó cũng hiếm hàng, nên là giá nó bị cao ha. Tiền cước mà về tới Quảng Ngãi là 5 triệu ha anh em. 4 đến 5 triệu, đó. Rồi có xe chở về, rồi báo cáo anh em vậy luôn. Ok. 35 thì còn nó dài hơn 30. Rồi, sáng hôm sau mới giao xe nha anh em. Đây. À, sáng xe mới tới ha. À, có cái mô dốc này rồi leo lên rồi chạy vô đây luôn cho nó khỏe. À, về Quảng Ngãi mà xe 77, biển số Bình Định. Rồi. Tặng kèm thêm chủ xe cộng xích cao su luôn. Đó. Rồi quay lam lại nha anh em. Cho luôn. Đây là xe đi hàng ghép nha anh em. Con này hôm bữa cũng hôm qua cũng nói với anh em rồi ha, cái chi phí mà về hàng ghép mà từ Sài Gòn về Quảng Ngãi là nó dao động là khoảng 5 triệu cho cái thằng này là nó nặng 3 tấn 7 anh em. 3 tấn 7 đến 4 tấn. Đó. Anh em cứ chia ra. 4 triệu mấy anh em mà mình làm tròn 5 triệu luôn. Leo lên rất là khỏe ha. Ở đây cái đồ có cái mô giống này leo lên khỏe. Không có cùng xích vô luôn.
Rồi ok, an toàn hơn anh em. Thùng xe quá bự luôn. Rồi. Rồi, an toàn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em có nhu cầu hoặc là thắc mắc gì về cái xe cơ giới ha, phụ tùng, bơm máy, tất cả các thứ, và cứ liên hệ để được giải đáp. Hoặc là xe anh em có trục trặc gì thì cứ liên hệ để được hướng dẫn ha. Ở đây cố gắng giúp đỡ anh em hết mình. Rồi ok, chào tạm biệt anh em.